chặt vào, nắm chặt vào, nắm chặt vào. Nắm cục nhỏ hơn tí. Chặt vào. Đấy, lần sau nắm chỉ nắm cục thế thôi. Trời này có mưa phải đến đêm, không phải sợ. Đấy, lần sau em nắm chỉ cục này này. Còn cục to quá, mấy cái cục dưới kia em nắm hơi lỏng, nó nhanh tan cứng. Đấy, nắm nốt cục đấy thôi. Xong rửa tay đi, xong quay phim anh lấy thuyền. Em lấy que em đi cắm tiêu ổ chéo trước đi. Có cây nào anh? Kia có cây gì đây? Đây này. Cắm mẹ đây này, nó vào cái cây cau bên bên cạnh cái cây cau to kìa. Giữa gì? Đấy, ở cái cây mà bị bẩn bẩn đấy ở dưới đấy. Ừ. Chuẩn xác quá. Anh nhìn nhỏ mạnh được. Đấy được rồi. Rồi ok. Đấy nên là tối nay em cứ nhìn đây cái thẳng đầu cái phao ra cái cây kia thả. Cá. Chưa gì thì đã vào đóng rồi. Anh em, tính mở khẩu trang này, có bịt khẩu trang. Đấy, để anh đi vào đâu. Để đây nhá. Đấy. Nuôi cá hồ này ra. Hello. Vâng, để đây. Thì cho kia tiền vào. Nuôi cá nhà ra cá lửa. Thế có gửi luôn không? Bao tiền vào? Cả tên câu là 115. Phải cô không nhỉ? Nhìn khác thế. Hả? Nhìn khác thế. Mày về đây hôm nọ tuyển bịt mặt cho cô hồ trên đi à. Thế thì không phải, hồ này hồ khác. À hồ khác à? Ờ. Hồ bà ấy là bà khác. Trăm mười lăm nghìn à? Trăm mười lăm. Giờ lại 105. Một trăm câu thoải mái. Tối đa như được thì 4 tiếng, còn nhiều thì phải về, còn ít thì tối đa đến 10 giờ chứ. Thế thôi, câu gì câu nhiều, câu 10 giờ là căng người. 10 giờ về là nghỉ, còn đi làm ăn. Cháu thích câu thông thông ấy cơ. Bằng rắn ra cào. Sợ gì. Xuyên màn đêm. Câu xuyên màn đêm. Hơi ngoài rồi. Đổ luôn vào trong tí nhỉ. Sang bên này mà. Đổ sang bên này tí cũng đổ hết vào đấy. Phao nó vừa trôi vào. Củ thính nó vừa đè lên. Đấy.
Thế là lệch cây cau rồi. Phao lỗi thế nhỉ? Ôi, bà này bật loa cá chạy hết rồi. Chết không như vậy. Loa chạy hết cá, đuổi cá đi à? Hơi lệch. Ây à, con kia câu được con trôi sao nhảy lên mặt nước kìa. À, đéo phải. Rồi, ok, tôi đi về. Nói thật là đã trốn cửa hàng đi mất tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ rồi. Thằng nào? Đâu? Thằng cháu kìa. Đưa con trôi à? Ném trộm à? Trôi bé à, chắc con sinh vật to đúng không? Nó để 2 cần đấy chứ à, lúc nãy nhảy ủm một cái đấy gì. Thế nào shop của em đã hết rồi. Qua đi xuống cái hồ kia, ông kia đi xuống cái hồ kia nó rộng bao la, ngồi hút mát thật. Bao nhiêu cần? Hú cái là chủ hồ mang mang thính đi thả, nhưng mà anh vẫn tự đi anh thả, đéo yên tâm. Hồ nước lại chảy đầu này sang đầu kia. Ừ. Nó chả thấy tâm tiếc gì thế em. Em xin ốc à? Thôi hai anh em ngồi câu nhá. Câu may mắn nên tối anh xuống. Tối ăn cơm xong anh xuống. 8 giờ.